Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em các bạn thân mến của Lê Minh. Anh chị em các bạn thấy Mỹ nó làm nông nghiệp hay không? Dưa hấu anh chị em các bạn. Mùa này nó trồng dưa hấu. Dưa hấu trái nó bự, thật là bự. Trời nó nóng. Nó nóng 112, 12, 15 độ, có lúc nó lên tới 118 độ, 25 độ. Mà anh chị em các bạn thấy nó trồng hay không? Nó tưới bằng thuốc mà. Trái dưa của nó đấy, nó đã hái những cái đợt đầu rồi, mấy cái đợt sau nó hái khoảng chừng một đợt nữa là bắt đầu nó lấy mấy cài nó sủi lên hết. Anh chị em các bạn thấy trái nào trái nấy bự và bự. Đây là những cái con kinh, cái bên này nó gọi là cành eo, những cái con kinh này nó dẫn nước, nước thì là nước ống cống, nước mà trong thành phố người ta xài đó. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha, nó dẫn những cái con kinh này về nó bán lại. Nó bán lại cho mấy cái tụi làm nông nghiệp này. Nước ở trong thành phố anh chị các bạn biết, nước ống cống rồi đó, nó bơm lên rồi nó gọi là nó recycle lại. Arizona thì nó xài mấy cái nông nghiệp đó, nó xài nước đó, nó bán lại cho mấy cái tụi làm nông nghiệp. Anh chị các bạn thấy bên đây nó trồng bông hồng, nó trồng bông hồng. Không biết nó trồng bông hồng nó làm cái gì, trồng thấy ham không? Trời nắng chang chang vậy đó mà nó tưới nước, nó bỏ phân, nó bỏ hóa chất, rồi nó những cái hóa chất đó, nó làm nó trồng theo ở đây, nó làm nông nghiệp không phải Việt Nam mình. Nó làm nông nghiệp theo mùa, theo cái mùa nó canh tác của Việt Nam mình. Mình làm, mình trồng cây gì mình trồng cây đó, cho nên nó theo cái mùa của nó làm. Anh chị các bạn thấy bạc nè, ta làm nông nghiệp nó quy mô lớn vậy nè, thành ra nó dễ quản lý hơn, nó dễ quản lý hơn là ở Việt Nam. Nhiều khi gia đình có một hai công đất hay là vài công đất hay nửa công họ cũng làm, thành ra cái thị trường nông nghiệp Việt Nam nó còn khó khăn lắm, rất là khó khăn. Tôi về bển tôi thấy, tôi làm nông nghiệp tôi biết còn rất nhiều khó khăn. Ngay cả vấn đề mà mua bán nhỏ lẻ thôi cũng gì nữa. Nói về vấn đề về kinh tế Việt Nam mình, cái thị trường á còn rất là nhiều khó khăn. Cái khó khăn ở đây tôi nói vì vấn đề dân sự thôi, mà ông nhà nước Việt Nam mình ổng cũng phải nói là rất là giỏi. Mình nói khó khăn là nhiều khi mình làm ăn, mình muốn làm ăn về mua bán nhỏ lẻ đâu cũng vậy. Nhiều khi mình làm thì bắt đầu nhà nhà người người làm theo. Các bạn thấy còn bắt đầu kéo nhau chết rồi. Nó cái khó khăn là mình nói là nói như vậy. Nhiều khi ông nhà nước mình ổng chạy theo cũng không kịp với lại cái cách làm ăn của người dân nữa. Làm nông nghiệp cũng vậy nữa, ông nhà nước mình ổng chỉ đưa ra những cái kiến thức về những cái mà cách thức làm mà nông nghiệp hay làm ăn thôi, mà dân mình thì không bao giờ làm cho nó phù hợp để nó ổn định. Hãy người này mà trồng cái gì đó mà được trúng mùa, kiếm được tiền và bắt đầu người ầm 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 kéo nhau trồng rồi kéo nhau chết. Khổ gì đó. Về Việt Nam làm ăn, bởi vậy tôi nói chị các bạn, về Việt Nam làm ăn mua bán gì cũng vậy, nhiều khi cái thị trường vậy đó. Chứ các anh chị các bạn thấy nó về vấn đề mô hình dân sự khó lắm. Ông nhà nước mình, bởi vì tôi nói là ông nhà nước mình rất là giỏi, rất là hay điều khiển cái cách mà dân sự đó, cực kỳ hay. Mà chính vì cũng lẽ đó mà nó tạo ra những cái sơ hở trong cái xã hội, mà cũng bên cạnh đó những thành phần mà nó chống phá đất nước đó, nó bất mãn rồi nó quay ra, khi mà nó ùn ùn ào ào nhau làm ăn được, bắt đầu nó đổ lỗi đó. tại ông chính phủ, tại sao ông chính phủ không làm cái này cho tôi, không làm cái kia cho tôi. Thực sự ra nhà nước Việt Nam tạo cơ hội rất là nhiều cho người dân làm ăn, nhưng mà người dân của mình làm ăn thì cứ theo cái cảm tính nhiều, chứ không phải giống như ở những cái nước như Mỹ này. Tôi nói chị các bạn, buôn bán làm ăn gì nó đều có những cái luật lệ của địa phương, tiểu bang hay là liên bang hay là địa phương nó ban hành hết. Thành ra hàng Mỹ nó điều khiển rất là hay. Tôi nói chị cái như là cái khu nông nghiệp, chỗ ăn, chỗ ở bên khi như làm nông này thì nó có những cái khu tập trung làm nông vậy, mà khi mà dân cư mà phát triển đông lên đó thì những cái cánh đồng này các bạn biết nó không còn nữa. Như cái trang trại bò trên kia mà tôi có cho anh chị các bạn xem một lần đó,
cái trang trại bò đó đó, khi mà dân cư nó phát triển đông rồi thì mấy cái thằng trang trại bò đó, mấy cái thằng trang trại bò đó bắt buộc phải dọn đi, nó không phù hợp ở trong cái khu dân cư nữa, các bạn thấy không? Đấy, nó bắt buộc phải dọn đi, tại vì gần ở khu dân cư á, nhiều khi nó xảy ra những bệnh dịch thì gì đó, ông chính phủ ông control không được. Đấy, còn Việt Nam mình, các bạn thấy đi, một nhà này nuôi heo, nhà kia cũng nuôi heo, nhà kia cũng nuôi gà, nuôi vịt, nuôi tầm lum tà la hết. Nhiều khi ông chính phủ ông Việt Nam mình á, ông cũng control không nổi. Còn thằng Mỹ về mô hình dân sự nó điều khiển hay lắm anh chị các bạn, nó điều khiển rất là hay. Cái cách điều khiển bởi vì thằng Mỹ mà nó là siêu, mà nó rất là siêu, nó quản xiến dân sự đâu vào đó, chỗ nào buôn bán là buôn bán, chỗ nào nhà ở là nhà ở, chùa chiền thì nó ra chùa chiền, nhà thờ nó ra nhà thờ, những cái quán bar cũng vậy nữa, các bạn biết những cái quán bar quán rượu cũng vậy nữa, là nó phải nằm cách khu dân cư, trường học bao nhiêu cũng gọi là bao nhiêu cái khoảng cách, bao nhiêu cây số, bao nhiêu mai, nó quản lý chặt chẽ đến độ như vậy, những cái mô hình dân sự của nó. Còn Việt Nam của mình thì bởi vì nhiều khi có một số những người mà kiều bào họ về Việt Nam họ làm ăn họ bị thất bại, tại vì họ không nắm, họ đi lâu xa tổ quốc lâu quá rồi, họ về họ ý được cái đồng tiền đô của họ, họ ý cái đồng tiền, sức mạnh đồng tiền đô của họ, họ lao và họ làm đánh đông dẹp tây, cuối cùng mất trắng tay, tại vì không có hiểu được cái thị trường Việt Nam. Hồi đó tôi mới về làm tôi cũng bị thất bại chứ không phải là không, lúc đó mình ham quá đi, mới vừa về phái mất tiền tỷ đó, cho nói như các bạn biết mất tiền tỷ chứ không phải là ít đâu. Mình ham quá rồi mình cứ lao vào mình làm mà mình không hiểu được cái cách thức làm ăn, cái thị trường của Việt Nam. Cho nên anh chị em các bạn là những người ở hải ngoại mà có ý nguyện mà về Việt Nam làm ăn vậy, Lê Minh sẽ tư vấn cho. Tại vì Lê Minh sống ở hải ngoại mà sống ở trong nước, Lê Minh về làm ăn hiểu được những cái cách thức của dân mình trong nước làm ăn, chứ không lãng choạng là chết rồi, chứ không phải thấy người này làm được, về Việt Nam thấy người này làm được, thấy người kia trong nước họ làm được, mình nhảy vô mình cũng bắt chước mình làm theo là chết á, chứ không phải giỡn đâu. Còn mà muốn qua Mỹ, Lê Minh cũng sẽ tư vấn cho. Tư vấn không lấy tiền, bảo đảm. Nhưng mà thời buổi giờ qua Mỹ làm chi, có mấy trăm ngàn ở Việt Nam lo làm ăn, lo phát triển kinh doanh ngon lắm. Tôi nói chuyện các bạn, ở Việt Nam bây giờ có chừng 100.000 đô rồi, tôi nói thiệt. Mấy anh em mà mở cổ đông mà có chừng 100.000 đô thôi là tôi sẽ bài cách làm ăn ở Việt Nam, phát triển từng bước một, sau này già về ai cũng có được một cái nhà, miếng đất ở quê nhà để đặng bà an hưởng tuổi già. Này lại mình nói thiệt, giờ cười chứ mình nói thiệt. Còn ở Việt Nam mà bỏ ở Việt Nam bây giờ mà qua Mỹ xách 500.000 đô bây giờ cũng không thấm, tôi nói chuyện các bạn biết cũng không thấm. Bỏ quê hương có công ăn việc làm đời sống ổn định, mà bỏ quê hương bỏ tổ quốc ra đi qua bên này giờ mẹ vất vả trăm bề, tôi nói chuyện các bạn biết vất vả trăm bề. Nó gọi là cái thời kỳ thịnh vượng của nước Mỹ nó không còn như ngày xưa nữa. Việt Nam bây giờ mới là ngon. Việt Nam bây giờ có tiền, đồng đô nó đang mạnh, một đô la Việt Nam bây giờ hơn 23.000 rồi. Bạn nghĩ đi, về Việt Nam kiếm chừng vài hecta đất thôi, đấy, kiếm chừng từ 5 đến 10 hecta là ngon. Và nếu mà ở đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, tôi cũng có cách nữa. Còn đi về cao nguyên Tây Nguyên thì mình cũng có cách, mình làm ăn đàng hoàng lương thiện chứ không phải là mình lách luật này kia nha. Là mình làm gì thì phải đâu ra đó, chứ không có kiểu mà lách tùm lum tà la phiền lắm, học thức quá đàng hoàng. Còn nói giờ cầm qua tiền bỏ ra 500.000 đô 1.000.000 đô qua Mỹ, tôi nói wow, cuộc sống ở bên này giờ
điều hiu, nó điều hiu gì làm qua đây rồi giờ hỏi làm gì, đi làm công nhân, làm lao động phổ thông. Mèn ơi, về cứ mở cái tivi lên bật coi, coi đài truyền hình của người ta thì tiếng Anh tiếng U không rành, coi tiếng Việt thì coi mấy cái đài của mấy cái đám chống cộng cực đoan, nó xuyên tạc, có xuyên tạc, nó nói trên trời dưới đất mấy cái đài radio của tụi nó nữa. Nhớ quê hương chết, buồn chết. Qua bên này ngồi trong ngóc đó, đi làm từ sáng mới về, nhiều khi sáng muốn ly cà phê ngồi đó hẩm hiu mình, chiều về muốn uống một ly bia ly rượu cũng cũng không dám, tại đi làm bữa sau mà uống có 10 bia rượu mà lái xe là chết, các bạn thấy không? Còn Việt Nam uống một lon chai ok, chiều chiều như giờ làm như kiểu Việt Nam làm không, chiều chiều ê lợi à, chiều nay có mần con gà nấu cháo, cũng ghé chơi một chút sương 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 yeah ok à, các bạn thấy không? Làm nhất là mấy dân mà làm nông á vui lắm, tới mùa mà thu hoạch cà phê rồi mình vậy làm chiều lại chiều qua nha, có một chút mồi sương sương. Mình có miếng giường miếng đất ai cũng có, bắt con gà con vịt cái nấu nồi cháo dài xị dài ly ấm ấm ngủ một giấc sáng dậy ra làm tiếp à, các bạn thấy không? Nó vô tư mà nó thoải mái. Còn bây giờ tự nhiên bỏ quê hương, bỏ của, bỏ tất cả hết, chạy qua Mỹ để được ở đất Mỹ, để được ngồi trên chiếc xe ô tô, để được chạy những con trên con đường mà thông thoáng rộng rãi, nhà cửa này kia, nhưng mà trong khi đó phải làm đầu tắt mặt tối, bao nhiêu tiền của sự nghiệp ở quê hương bỏ hết. Tôi nói chị quê em các bạn, tôi tiếc cho những người ở Việt Nam làm chủ làm cả. Có đa số là những người mà bỏ quê hương ra đi hiện nay toàn là dân có tiền, đa số là dân có tiền mà dân là thành đạt ở Việt Nam, các bạn biết. Tiếc, tôi ngồi tôi tiếc. Mà họ qua tới bên này rồi tôi thấy hỡi ơi cái đường đời, cái mọi thứ gì cũng phải làm lại hết từ đầu cuộc sống. Mà hỏi chứ anh chị các bạn biết, ngoài 30-40 rồi, cái tuổi đó bây giờ qua đây làm gì giờ hả? Đâu có thể nào mà cạnh tranh nổi với lại cái dân địa phương đâu. Những người đi trước người ta còn muốn chết lên chết xuống. Thôi ở nhà đi, ta về ta ở nhà, ta về ta tắm ao, ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Làm có tiền giống như Duy Nguyễn, anh chị các bạn thấy không? Nó còn trẻ, nó chịu khó, nó làm nó thành đạt, nó muốn đi nước ngoài nó bút vé đi thôi, đâu có khó đâu. Đi ra cho biết, cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ chừng nào mà biết không. Nhưng mà đi gì đó gọi là đi đi một đường mà học một đàn khôn. Bây giờ cái thời kỳ mà vàng son của Mỹ, tôi nói chỉ các bạn biết hết, nó gọi là American Dream is over. Vì khi tôi nói quá mấy ông mấy ông cồn Mỹ hay là mấy anh chị các bạn, những người mà hiện nay hài lòng với cuộc sống ở bên Mỹ là yêu nước Mỹ thì không thích cái cách nói của tôi lắm. Nói tôi giống như kiểu cái gì cũng chê Mỹ. Tôi nói chuyện các bạn, đời sống ở Mỹ nó thực tế và thực dụng lắm. Có thật mới dịch được đạo lắm. Mà làm thì làm đầu tắt mặt tối, thằng nào mà không ai thì cũng văng vô vách hết, chứ không phải giỡn đâu. Còn ở Việt Nam tôi thấy chịu khó làm ăn bây giờ cũng không đến nổi. Đừng có ham chơi mà lười biếng. Ở bên Mỹ này tôi nói giờ làm cỡ nào làm, bên này chi bên này đâu cũng vô đó. Nhiều khi ngáp lên ngáp xuống. Tôi nói giờ đất đai bên này có mấy cái chỗ cũng rẻ lắm. Tôi nói thì các bạn 40 mẫu đất, cả 100 mẫu đất, bỏ ra chừng 50.000 là mua cũng được nữa, cũng có nữa. Mà mua về làm cái gì? Mua về cái đóng thế cho ăn Mỹ mới chết chứ. Mới chết cái chỗ đó. Mua về rồi đóng thế cho nó. Tại không tôi có 8 mẫu đất mà mỗi năm tôi đóng. Mai là tôi không có trả nợ. Nhà cũng vậy, không có trả nợ.
tôi nói chuyện các bạn nói không, năm tôi đóng tiền thế không 15.000 đô tiền tiền thế mà thế đất á, chứ không phải giỡn đâu. Chứ đâu phải, đâu phải như một số người cứ tưởng tượng đâu. Đấy, thấy chưa? Đó, nhìn thấy thì mê lắm. Ồ, nhà của ông Lợi Minh màng ơi. À, thấy không? Đó, 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 thấy chưa? Đó, đó. Thấy là mê chết lên chết xuống. À. Đó. Mà các bạn biết trả một cái giá rất là đắt chứ bây giờ. Đúng không? Đó, vô cửa bấm này nọ. À, bữa nay mình mới hỏi mình có chiếc tàu anh chị các bạn. Mình có chiếc tàu. Chiếc tàu nhỏ nhỏ. Cái thằng này nó người mỏi da đỏ, nó hỏi mình đổi không. Sớm là nó xách chiếc xe Honda là nó đổi kìa. Xe nó đã lắm, nổ. Man, để mình cho anh chị các bạn xem chiếc xe. Xe Honda, xe Kawasaki. Chắc cũng khoảng mấy 2.000 mấy phân khối. Bây giờ mà mình không biết làm gì đây. Chắc phải ba chắc bán lại quá. Nó kéo chiếc tàu về trong cái khu mồi của nó đi câu cá. Cái xe Kawasaki. Nó nổ bùng 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 bùng. Mà cái xe nó đè mình chắc là chết quá. Nhìn cũng ngầu lắm. Nhìn đã lắm, chạy mạnh dễ sợ luôn. Mày coi nào. Kawasaki. Nó nổ nghe ghê lắm kìa. Đây coi nào. Em đề thử coi. Xe này nó chạy Ambiya nha anh chị các bạn. Nó chạy bằng Ambiya. Sao không nổ đó. Mình bấm đây. Sao kỳ ta. Hồi sớm này nó nổ nghe đã lắm. Thôi kìa để đi. Đấy. Mình mới đổi cái thay thồ. Các bạn biết đổi cái thay thồ không là tốn 80 đô á. Mới đổi. Mỗi lần mà mình đổi cái bên Việt Nam gọi là cái gì ta? Cái cà vẹt. Phải đóng thế rồi đủ thứ tiền. Muốn chạy là phải đóng bảo hiểm nha. Phải đi đăng kiểm nữa. Chứ không phải giỡn rồi. Thử lại lần nữa coi ta. Mình đề sao ta? Còn sớm ông đó ông chỉ mình đề sao quên mẹ cha đi. Oh man. Nhìn thấy đã hả? Bự ghê không? Mai chắc đăng bán. Nhìn ngầu lắm. Thôi là mình xin chào anh chị các bạn nha. Các bạn thấy không? Ở ngoài đây đất đai mênh mông mà nhà ở đây nhà bự không? Nhà ở đây nó gọi kiểu là nhà mini trang trại mà. Đấy, nhìn thấy mê không? Đụng vô nói không là trả anh bill, trả anh nợ, trả thế, trả bảo hiểm, đủ thứ hết. Đâu phải giỡn đâu anh chị các bạn. Sớm ông đóng đèn sao nổ cũng chỉ mình sao giờ quên mất tiêu rồi ta. Phải mò lại mới được. Bự ghê ha, chạy đá ở Việt Nam mà có chiếc này chạy ngon ha. Chiếc này chạy nghe còn nó không nổ bang 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 nó nổ nghe nóng lạnh luôn á, nổ mình thấy còn giật mình. Come on boy, come on, come on, let's go, go bây giờ. Nói chứ ở Việt Nam bây giờ làm ăn tôi thấy ngon lắm á, còn qua đây thì man bỏ biết bao nhiêu tiền của mới có được, mới làm qua được cái cuộc sống mà đâu phải dễ đâu. Bây giờ mình cho cá ăn đi. Yeah. Nè đó nè nè, cảm ơn boy. Ê ơi ồ nè cá đẹp kìa. Cá này cá khôi, cá chép nhật. Đó.
Thôi là mình xin chào anh chị các bạn nha. Bye 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 bye.